chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại ở đâu nhỉ? Cẩm Thủy, Cẩm Thủy, Cẩm Thủy Thanh Hóa. Và hiện tại mình đang được ông chủ quán mời ăn nem chua Thanh Hóa đặc sản ở đây luôn. Anh em có thể thấy là rất là nhiều lớp lạc chuối. Đang hòa bình mà. Đây mọi người ớt này. Mời anh em nhá. Xem ngon không để mua về ăn Tết. Ngon không? Cái này cho vào cái mát này. Cái đi. Em lấy cái lúc nào ăn, đến mai ăn, buổi kia ăn thì ăn. Là xương gan chứ. Là xương gan chứ. Gọi là để qua 29 30 đấy. Để ăn. Đấy, thì anh lấy cái mới, người bên Lào thì em để 29 là em ăn. Để ngoài thôi. Sau giờ mà 29 ăn không hết thì bỏ tủ. Ăn mát cũng được mà đúng không? Đúng rồi. Bỏ tủ đi cũng còn. Cái này chấm chấm gì à? Chấm được hơn. Các bạn. Nem chua Thanh Hóa. Hóa ra thử coi em. Cái này mình bán bao nhiêu? 30.000. Bỏ này. Bao nhiêu bỏ? 30.000. 30.000. Đây là cái 4, 6, 8, 8. Em lấy cái về để mà xác định 29 thì lấy về cái mới anh vừa mới làm xong. Cái này là 28 không được. Cái này là ngày mai ăn được. Mấy mà ăn được ăn luôn chứ. Lấy cái ăn luôn là cái này. Đấy cho nên anh ấy hỏi. Cũng đi chắc để mới nó ngon được. Cho em cái mới đi. Rồi. Để ra xuân ăn đi. Mai ăn thịt lợn được đâu. Hai món đi này. Không làm một cả bó về mà ăn luôn. Về ăn luôn rồi anh phải lấy cái ăn luôn. Cái này là cái gì đây? Đây là nem mắm. Cái gì vậy? Nem tính. Nem bốc. Chụp cái ảnh đó nhỉ? Đúng rồi đó. Đây. Okay. Chụp kiểu nào? Kiểu đấy. Nhiều nem chứ? Nhiều nem à? Ngược sáng. Sát vào tí. Sát vào đây đi. Cứ cả cái này này. Ờ. Cái này sau kìa. Được. Sát vào kia đi. Sát ra tí. Cứ xa thôi đi. Xa ra anh ơi. Xa nó nhỏ. Đấy rồi. Nào. Đấy. Đúng gần bên này. Em chậm bán cho xua nhá các bạn nhá. Đấy mọi người. Quảng cáo nó cứ thành hóa tí. Nào. Em uống bia ăn. 1, 2, 3. Cái nữa, Em mới có chụp được kiểu nào không? Em, đang quay à? Để em giới thiệu. Đây. Mọi người nem chua của nhà anh này ăn khá là ngon rồi. Vậy em ăn cái nữa nhá. Đó, ăn đi. Đoạn này là đoạn nào nhỉ? Cẩm Thủy. Nhưng mà đoạn nào? Từ ngã ba Cẩm Thủy à? Thị trấn Cẩm Thủy. Ăn ngon lắm rồi. Mua về ăn Tết à? Mất ai em ạ? Trả tiền anh. Rồi, đến đây là được ăn thử nhé mọi người nhá, ăn thử mới mua nhá. Bóc hộ. Ở đây em bóc xong rồi cho anh rồi đây. Anh ăn đi. Ôi rồi. Thử xem nó có chua không, nem chua ăn chua không? Anh em lên quán này lần sau có thể được nợ nhá, ông chủ rất là vui tính. Ăn chục cái rồi. Nem chua nó chỉ hơi chua chua thôi, nó không chua. Không chua lắm. Bình thường mình ở nhà uống bia suốt, không phải em biết là phải nem chua Thanh Hóa không? Thật đấy, sợ bị lừa. Nhưng vào đây là chắc chắn là phải rồi. Không sai được rồi. Đây là không sai được rồi. Vậy em ăn thêm tí khác hả? 120 bó ăn được luôn đấy. Anh trai có lấy không? Anh trai có lấy không? Lấy 2 bó ăn được luôn. Anh thèm lắm rồi. Lấy 2 bó ạ. Với cái túi 2 bó ạ. Em có một muối một bó.
em lấy hai bó đấy. À không, em lấy một tí này, bó. Đây, lấy một túi đi nữa. Của em bốn bốn bó hay năm bó? Em cái túi. Em hai cái ăn được luôn túi này. Mai ăn thịt lợn rồi. Em lấy nhiều không? Vâng, hai bó. Lấy ba bó thì 900 nghìn. 90 nghìn. Cái này là thịt cuối rồi nha. Cái đấy là cái loại là gọi là cái nem nem chạo, nem bóp ấy. À. Da lợn đây đúng không? Da lợn đấy. Thịt lợn. Cũng giống như cái nem chạo ấy mà. Túi. Bánh này bánh gì? Tôi ngon không? Em lời hai cái. Nhưng mà cũng phải lên thử đặc sản nữa. Bánh lá dừa. Em cái túi nước với em đường xa mắt bửa quá. Đường xa thật là xa. Em là. Em bọn em. Ở đây là cây xăng Công Thủy. Đều đã trắng vòng lên một luồng. Vòng vào Lũng Vân. Đúng rồi, anh đi rồi. Vòng cái đường ui giời ơi. Đường xăng. Xăng Pù Luông đây. Đường đấy em mới gặp. À, anh nhá. Sao tới Pù Luông có cái đoạn còn nhiều. Anh lại đi ngược con em. Con em đi giờ ơi từ con em là. Chỗ nào nhỉ? Con biết thấy đâu? Bằng đây. Du lịch từ Pù Luông ấy. Qua đèo trắng về đến đây. À. Lên cái đoạn này thì được. Có cái con dốc kia em. Á. Đấy trời ơi. Trời ơi. Biết là con em đi đèo trắng này đến tối đó, mày đùa đó. Tối đó. Lên đấy.